chia sẻ nhé, để lan tỏa đến những bạn khác nữa, để các bạn khác cùng vào. Thì bây giờ cũng có nhiều bạn chưa nắm được thông báo đâu. Hãy xin mời sang công bằng là ôi, các bạn hôm nay đúng giờ quá nhở, đông đủ quá, toàn học trò cưng của Sensei thôi, đa số toàn là những học trò mà đi cùng với Sensei trên mọi mặt trận luôn nhở. Hai quý vừa sang công bằng là Sensei vừa ăn tối rồi quý vị nhá, để Sensei xe về nhóm của mình. Trang, em giúp Sensei chia sẻ về group Zalo nhá. Nhỏ tiếng hả em? Sensei đang nói nhỏ để Sensei nói to lên nhá. Linh Đỗ Sàng ơi, em nghe xem ok chưa? Đây để Sensei mở ra lên nhá. Hôm nay Sensei ok chưa? Để Sensei điều chỉnh này. Hơi bé đúng không? Để to lên chút à. Em nghe đã ok chưa? Minh Nguyệt Sằng ơi, ok chưa em? Mạng có vẻ hơi lag này, chờ đi em một chút này. Ok, mạng này thì ok rồi. Các em nghe đã rõ hơn chưa? CC vừa mở loa to và cũng nói to hơn rồi đấy. Vẫn nhỏ à? Lạ nhỉ? Chỉnh thêm một chút là CC xem. Sensei bật thử cái này lên nào. Các em nghe rõ hơn chưa? Chưa à? Thế chờ một chút nữa nhá, Sensei vừa mới bật la. Các em vào rồi giúp Sensei chia sẻ một chút nhá. Vẫn chưa? Sao nào nhỉ? Sensei mở hết tất cả các loa rồi đấy. Chịu khó chờ một chút nhé, để xin xem mở loa lên đấy, loa đấy có phải loa mic thì bình thường nói sẽ thuộc cái mic này đúng không? Những cái này thì chúng ta không liên quan đấy, cứ mở to hết đi, khi nào các em biết tay thì điều chỉnh xuống vậy, cứ làm này tổ chức thử để vậy đi. Các em ơi, ok hơn chưa? Sensei vừa mở to hết các loại loa lên rồi đấy. Rồi rút rồi. Ok, bây giờ các em nghe xem có bị to quá không nhá. Nếu mà điếc tai thì Sensei sẽ mở lọ nhỏ lại. Sensei hiểu rồi. Đây, đây là đang bị to rồi đấy. Để Sensei cho xuống một chút nhá. Ok rồi. Thúy Thúy xong cô mang hoa. Các em giúp Sensei chia sẻ nhá. Sensei đã có danh sách các bạn nhận quà rồi. Một lát nữa Sensei sẽ đăng lên nhá. Cứ một tuần là Sensei sẽ tổng kết một lần, sau đó đăng lên. Các em chủ động inbox cho Sensei địa chỉ nhá, để Sensei gửi quà cho các bạn. Có mấy bạn ở Nhật ấy thì chịu khó inbox cho Sensei địa chỉ ở quê nhá, để Sensei gửi cho các em. Xong rồi khi nào có người sang thì người ta sẽ mang qua. Ok, nghe rõ rồi. May quá, CC quên mất, CC đang cắm tai nghe ấy. CC vừa rút ra rồi. Ok, các em nghe rõ chưa? Đã điếc tai chưa? Để CC mở nhỏ xuống nhé. Vì bình thường CC nói to mà. Để CC chia sẻ với group đã. Sau đó thì CC sẽ có một cái phần hướng dẫn cho các em nhé. Đây là ngày hôm nay buổi đầu các em để ý để CC hướng dẫn. Sau còn biết lối mà làm. Sẽ các em giúp Sensei chia sẻ vào group Zalo nhé. Hôm nay càng đông thì Sensei lại càng nhiệt. Sensei ơi, em cũng muốn được nhận quà. Trịnh Minh ơi, em giúp Sensei chia sẻ nhá. Với cả là em cứ học hành chăm chỉ đi, Sensei sẽ có quà cho em.
Đây, Trang sẽ chia sẻ về group của mình này. Rất tiếc lại xảy ra lỗi khi phát video. Hay là lại khóa luôn của mình vậy? Em ơi, xem còn livestream không? Có khi lại khóa mất của chị rồi ấy. Các em ơi, các em còn nhìn thấy trên xe không? Vẫn thấy à? Rất tiếc xảy ra lỗi khi phát video này rồi đây này. Ok, không sao. Từ từ nhá, để Sensei sẽ khắc phục ngay bây giờ. Tại vì có thể là hôm nay là do trời mưa là thứ nhất. Thứ hai là Sensei cũng chưa hiểu nữa. Vì sáng giờ Facebook khóa hết tất cả các tài khoản của Sensei vào chứ. Sensei cũng chưa hiểu tại sao ấy. Các em có nhìn thấy Sensei không? Sensei... Ok, vẫn nhìn thấy chứ gì? Thôi được rồi. Thế thì Sensei sẽ mưu si cái này đi nhá. Tạm thời không nhìn thấy cái trên màn hình máy tính này. Sensei sẽ vào group này để hướng dẫn cho các em nhá. Các em nhìn lên trên màn hình giúp Sensei nhá. Đây là group mà Sensei cùng với Sensei Thanh Tâm mới lập ra cho chúng ta. Đây sẽ là một cái sân chơi lớn hơn cho tất cả các bạn. Vì hiện tại thì Sensei cùng với Sensei Thanh Tâm đang có các lớp N5, N4, N3 và thậm chí sắp tới sẽ có N2, N1 và những lớp liên quan đến tiếng Nhật thương mại nữa. Và trước đó thì Sensei cùng với Sensei Thanh Tâm đã có rất là đông các học sinh cũ, sẽ chính là những anh chị senpai của chúng ta, là những senpai. Nên là Sensei và Sensei Thanh Tâm sẽ lập ra cái group này, tạo một cái sân chơi lớn hơn cho các bạn. Để các bạn hãy cùng tham gia vào trong này, để những khi mà các bạn có thắc mắc này, có câu hỏi gì này, các bạn cứ đăng lên trên này. Vì như chúng ta thấy nhá, trong các group lớp học của chúng ta chỉ để làm bài tập, và trong cái group đó chỉ có Sensei là người được đăng bài thôi, để tránh tình trạng là nó bị loãng bài, các em không tìm được bài học. Cho nên là Sensei sẽ lập ra cái group này để cho các em được thoải mái, các em có quyền được đăng bài, có quyền được hỏi, trao đổi với nhau. Và đây sẽ là một cái sân chơi rộng hơn cho các em, nên là các em tham gia vào đây nhá. Những bạn nào mới tham gia này mà chưa hiểu được về cách học, hay là chưa biết được về lịch học, hay là có một cái câu nào đó khó mà các em cần được trợ giúp, các em cứ đăng hết lên đây thì sẽ có những anh chị senpai hoặc là những bạn khác biết rồi sẽ giúp các em. Các em chỉ cần đăng giờ tốt lên thôi, chỉ cần một lúc sau là đã có những người khác và giúp đỡ các em rồi. Nó sẽ hơn cái việc là các em inbox cho sensei xong rồi, nhiều khi sensei đang đi làm, sensei bận quá thì sensei chưa có trả lời ngay được cho các em thì các em sẽ bị mất thời gian nhá. Vì vậy các em hãy đăng lên đây để những người khác sẽ giúp đỡ các em. Còn trong trường hợp mà không có ai trả lời thì các em cứ yên tâm đi, sensei sẽ nhìn thấy. Và cái lúc mà không có ai trả lời, tức là tất cả những bạn khác đều không biết đúng không, thì sensei sẽ trả lời, sẽ hướng dẫn các em ở trên này. Và khi Sensei hướng dẫn các em trên này thì tình cờ thôi những bạn khác cũng được biết, thì đó là một cái mà Sensei cảm thấy là chúng ta nên thay đổi, và các bạn nên hỏi lên đây nhá. Vì là một ngày Sensei nhận được rất là nhiều các inbox của các bạn mà khi Sensei không trả lời thì thật sự là Sensei thấy rất là áy náy ở trong lòng ấy. Mà trả lời thì biết đấy, nhiều học sinh như vậy khi mà Sensei trả lời hết thì lại chẳng làm được những việc khác nữa. Sensei còn chuẩn bị tài liệu, còn soạn bài, còn tranh thủ điểm danh cho các em, chữa bài tập nữa. Và Sensei cũng có những cái công việc riêng, nên là Sensei rất mong là các bạn sẽ thông cảm và sẽ hiểu cho Sensei, để từ nay có cái khúc mắc gì, khó khăn gì thì các bạn hãy cứ đăng lên trên này, trên cái group này, để những anh chị senpai, những bạn khác khi người ta nắm được rồi, người ta sẽ hướng dẫn mình. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng rất là bổ ích, được giúp đỡ lẫn nhau. Rất là ok đúng không nào các em? À, bạn nào vào rồi thì comment cho Sensei thấy nhá. Chết rồi, xảy ra lỗi rồi đây này. Maybe YouTube. Thôi chết rồi. Như này là còn còn xem được không? Còn nhìn thấy không? Em mãi đâu xem được. Nó bảo vẫn đang Minasan, madamite masu ka? Phải Minasan Minasan, madamite masu ka? Em không thể bốn lần.
Em ơi, các em còn nhìn thấy trên xe không? Hôm nay sao nhiều lỗi thế nhở? Các em ơi, vẫn đang hiện trực tiếp nhưng mà không biết là các em còn nhìn thấy trên xe không? Vẫn ok à? Em sợ bị ra đảo lắm, ok. Rồi trên xe thấy bạn Trang thả tim rồi. Mạng đang yếu như thế này. Các em có nghe được phần trên xe vừa hướng dẫn không? Comment cho trên xe nhá. Vì cái việc các em nghe mà không comment thì trên xe không biết được là các em nghe được đến đâu ấy. Bây giờ còn không hiện cả thành viên lên để trên xe biết là có bao nhiêu bạn đang vào rồi để chúng ta bắt đầu bài học cơ. Ok, trên xe thấy ok rồi đấy. À vẫn thấy ok nhá. Trên xe thấy tin nhắn ở trong Zalo rồi Trang ơi. Mờ lắm. Các em ơi, tại vì là có thể là do hôm nay trời mưa nên là mạng nó hơi yếu một chút, nên thôi chúng ta cố gắng nhá. Với cả cái tầm giờ này cũng đang có nhiều người truy cập mạng, thế chờ một chút nữa mạng nó sẽ ổn định hơn đấy. Vì bình thường lúc nào bắt đầu chúng ta cũng hay bị như vậy ấy, một lát nữa sẽ ổn định hơn. Ok, Tiến Nguyễn Giàng vẫn thấy xe rõ đến từng cọng tóc, ok nhá. Vậy là xe vừa hướng dẫn với các bạn về cái group của chúng ta rồi đúng không? Thì các em đã hiểu những gì mà sensei vừa hướng dẫn chưa? Từ giờ trở đi các em có những cái gì thắc mắc thì các em nên đăng lên trên này. Đó, chúng mình thắc mắc xong cũng có thể là có những bạn khác cũng có thắc mắc giống như mình. Thế là một công đôi việc luôn. Khi mà không có ai trả lời thì sensei sẽ trả lời lên trên này luôn. Thì những bạn khác cũng nhìn được, cũng biết được nhá. Giống như cái việc mà tại sao sensei cứ bắt các em là nên nộp bài tập ở trên group để sensei chữa ở trên đó, chữa ở phần comment. Vì khi các em inbox cho sensei, sensei không chữa thì rất là áy náy, mà chữa trên đó thì thứ nhất là chỉ một mình các em biết thôi. Mà khi sensei chữa trên group thì những bạn khác có thể xem được cái phần chữa bài đó của sensei chữa cho các em, thì các bạn khác cũng sẽ nắm được nhá. Nên chúng ta rút kinh nghiệm và từ giờ hãy tham gia vào trong cái group này và hãy giúp đỡ lẫn nhau nhá. Trong những lúc mà sensei đi vắng thì các anh chị senpai, những bạn nào mà nắm được rồi thì hãy giúp sensei hướng dẫn cho những bạn khác. Ok. Hôm nay phần đầu giờ sensei sẽ để dành để hướng dẫn về group, cũng như là hướng dẫn lại cách làm bài tập. Sensei đi lại trong group N4 của chúng ta nhá. Sensei thấy một số bạn là vẫn chưa tìm được bài học ấy, thì bình thường các em vào mục xem thêm này, vào mục chủ đề nhá. Tất cả những bài tập nó vẫn ở trên này mà, các em chỉ cần ấn vào thôi. Ví dụ bài tập từ vựng này, các em ấn vào đây nó sẽ có tất cả những cái bài liên quan đến bài tập từ vựng của chúng ta mà, đúng không? Nên nhớ nhá, những bạn nào mà hôm nay mới vào ấy thì có thể là các em chưa nắm được, sao nó vẫn cứ hiện lên là lỗi nhỉ? Xin xem không thể nhìn thấy được luôn ấy, nó cứ bị lỗi ấy. Không thể nhìn được cái gì luôn ấy, kiểu như là bị tắt luôn ấy. Có thể là các em đang nhìn thấy nên sensei sẽ tiếp tục nhá. Thì khi các em tìm bài tập thì các em nhớ ấn vào mục chủ đề giúp sensei này. Ví dụ như bài tập cai hoa thì chúng ta cũng vẫn vào đây, vào chủ đề, sau chúng ta tìm đến mục là bài tập cai hoa, đúng không? Bài tập cai hoa chúng ta ấn vào đây, sensei thấy bài vẫn bình thường. Tuy nhiên thì sensei vẫn chưa tìm hiểu ra là ngày hôm qua là do lỗi gì mà một số bạn kêu là không tìm được video để các bạn làm, cho nên là sensei chưa có khóa bình luận vào nhé. Sensei vẫn để cho các bạn để các bạn có cơ hội để làm. Cái bài này nghe hơi khó một chút, hơi nhanh một chút. Tuy nhiên thì các em chịu khó nghe nhiều và có những bạn nói rằng là em nghe đến 20 lần. Thì cố gắng nha, chúng ta nghe nhiều cho rõ. Vì đây là những cái khai qua thực tế mà. Khi chúng ta sang bên Nhật rồi chúng ta nói chuyện với người Nhật là những cái này đấy, chứ không phải những cái chúng ta học ở trên sách vở mà nói những cái câu ngắn ngắn đâu. Hoàn toàn không phải đâu các em nhá. Nên là các em chịu khó nghe. Sau đó thì trên xe sẽ có đáp án, có phần script cho chúng ta. Nên là các bạn yên tâm nhé. Các bạn đừng có sợ sai. Các bạn cứ nghe đi. Nghe được cái gì thì viết ra cái đó. Đó, và sai thì trên xe sẽ sửa cho các bạn nhé. Phần cai hoa khó lúc thấy lúc không.
Đó, kể cả trong các cái lớp chuyên sâu của Gen Z cũng thế, những cái phần video mà Gen Z đăng lên ấy thỉnh thoảng nó sẽ bị lỗi như vậy. Bình thường Gen Z em thấy 142 bạn đang xem. Hôm nay lớp chúng ta đông thế à? Gen Z không nhìn thấy bạn nào tham gia luôn, nó không hiện mắt xem lên trên màn hình của Gen Z luôn ấy. Gen Z chỉ nhìn thấy mỗi một cái chữ trực tiếp xong thỉnh thoảng mất luôn đi. Hôm nay tự nhiên các bạn vào học đông đủ thế cơ à? Ô thế luôn à Hoàng Thùy Trang? Tại vì là Gen Z không nhìn được mắt xem ấy. Rồi bây giờ chúng ta vào bài học luôn nhá. Vào bài học ngày hôm nay luôn. Sau đó phần cuối giờ mà các bạn có thắc mắc gì Gen Z sẽ giải quyết tiếp nhá. Ok, Gen Z thấy tin nhắn của các bạn rồi. Thấy tin nhắn của các bạn vào trong trong group rồi, không sao gì, các bạn vẫn đang theo dõi gì. Đây để xem xe. Ok. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với bài 16. Bài 16 của chương trình N4 của chúng ta. Hôm trước Sensei đã đưa ra cho các bạn phần để chuẩn bị trước rồi đúng không? Tiếp tục với nhóm cấu trúc về khuyên nhủ và phán đoán phần 2 các em nhé. Các em đã chuẩn bị bài chưa? Comment cho Sensei thấy nào. Để xem hôm nay các bạn có chuẩn bị bài không nào. Hôm nay chúng ta sẽ phải giải quyết ba cái vấn đề này nhá. Thứ nhất là chúng ta học về cái anh đề sổ nhá, đề sổ với cái ý nghĩa là phán đoán. Tiếp đến là camo siremasen đúng không? Camo sirenai cũng là phán đoán luôn các em nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cái anh phó từ, ba cái anh phó từ về mức độ này. Iresne. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ cần tìm hiểu ba cái anh này thôi để nắm chắc, sau chúng ta sẽ không bị nhầm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhá. Đầu tiên, chúng ta sẽ học về cấu trúc đề sổ. Các em cùng nhìn lên đây nhá. Ý nghĩa, tức là tên gọi của cấu trúc này luôn đấy. Khi mà chúng ta học về một cấu trúc nào thì chúng ta cũng nên đặt tên cho nó, cho dễ nhớ và ngắn gọn nhá. Thì anh này sẽ có ý nghĩa là có lẽ là các em nhá. Có lẽ là. Đó. Và cách dùng thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Các em cùng nhìn lên đây. Nó sẽ biểu thị suy luận của người nói căn cứ vào một số thông tin nào đó nhé. Tức là cái mức độ tin tưởng của nó sẽ rơi vào 70 đến 80% trở lên các em nhé. Là khi mà chúng ta dùng cái anh đề sổ này là chúng ta đang phán đoán một cái vấn đề gì đó, nhưng mà nó sẽ có cơ sở, có căn cứ các em nhé. Có cơ sở, có căn cứ. Ví dụ như em phán đoán rằng là ngày mai trời mưa, nhưng nó sẽ dựa trên cơ sở là các em đã xem dự báo thời tiết, hoặc là em đã nghe dự báo thời tiết về cái việc là ngày mai sẽ mưa chẳng hạn. Nhưng mà dự báo thời tiết có hôm sai các em nhở. Đó, thì đó chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc đề sổ này các em nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cấu trúc là gì đấy? À, đầu tiên sẽ là anh động từ đúng không? Động từ Phu-chi-kê là thể thông thường. Tiếp đến là tính từ đuôi i hoặc là tính từ đuôi na các em nhé. Sau đó chúng ta sẽ cộng với đề sổ. Tiếp này, danh từ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đi danh từ đà cộng với đề sổ nhé. Tiếp này, Sensei sẽ chuyển sang ví dụ luôn. Các em cùng nhìn lên ví dụ của Sensei nhé. Bây giờ Sensei sẽ có một ví dụ là gì đấy? Asta wa ame ga furu deso. Các em hãy dịch cho Sensei câu này đi. Dịch cho Sensei câu ở trên màn hình nhá. Asta wa ame ga furu deso. Các em ơi, các em dịch cho Sensei câu này đi. Ashita wa ame ga furu deso. Bây giờ Sensei mới nhìn thấy các bạn.
Chân viết tú sằng, cô mang hoa. Bầu lý sằng, cô mang hoa. Sensei nhìn thấy các em rồi nhá. Khổ thân, cứ gào thét tên Sensei mà Sensei không nhìn thấy. Tàn học chó cưng của Sensei thôi. Tiến Nguyễn sằng, cô mang hoa. Ok, đảo của các bạn ở đâu đấy? Cho Sensei ra cùng nào. Em dịch cho Sensei đi. Các bạn đang xem thì nhớ dịch nhá, dịch bài đi, vì cái việc mà các em chỉ ngồi xem xong rồi chỉ gật gù thôi thì như thế sẽ không hiệu quả nhá. Các em phải comment. Style đâu Sensei sẽ sửa cho các em ở đó, vì lần nào Sensei cũng sẽ đưa những cái ví dụ mà để cho các bạn có thể dịch, để nâng cao cái kỹ năng dịch của các bạn lên. Nên là không có lý do gì mà các em chỉ ngồi nhìn và chờ lướt qua ví dụ khác nhá. Hãy comment vào đây để Sensei sửa cho các em. Những bạn nào cho đến hôm nay mới tham gia giờ học thì một lát cuối giờ ở lại Sensei sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Hai Huyền Hite sang Konbanwa, Hoan Võ sang Konbanwa, Trần Hải sang Konbanwa. Các em ơi, các em vào rồi các em làm bài đi. Asta wa ame ga furu deso. Rồi, các em đã dịch rồi. Comment bị mưa trôi lút đâu rồi? Vì lớp chúng ta đang đông các bạn, cho nên là những bạn nào mà comment sợ bị trôi mất thì các bạn có thể comment lần 2, lần 3 nhá. Sensei sẽ đọc được comment của các bạn thôi. Chắc ngày mai sẽ mưa đó. Ngày mai có lẽ trời sẽ mưa. Nguyệt Đá ơi, em viết chữ mưa thành chữ nữa rồi nhá. Có thể là do em gõ nhanh. Hồng, có lẽ ngày mai trời sẽ mưa này. Tiến Nguyễn, comment bị mưa trôi lút. Ok nhá, đáp án của chúng ta là gì? Có lẽ ngày mai trời mưa. Có lẽ ngày mai trời mưa. Thì cái anh đề sổ này sẽ dịch với cái nghĩa là gì đấy? Là có lẽ nhá, có lẽ. Để cho nhờ. Rồi, tiếp đến này. Minasan wa N4 ni gokaku suru deso ga? Kitto gokaku suru deso. Dịch cho sensei đoạn hội thoại này các em nhá. Hãy dịch cho sensei đoạn hội thoại này. Sát phong sàng furu karoka shitteinai. Em ơi, sát phong ơi, sensei không biết là em đang nói cấu trúc nào. Tuy nhiên thì sẽ không có shitteinai nhá, chỉ có shirimasen thôi. Idesu ka sát phong sàng. Chúng ta sẽ nói là shirimasen, chứ chúng ta không nói là shitteinai nhá. Lưu ý cho sensei một cái kiến thức cơ bản nhá. Hồng ơi, sensei thấy em nhá. Hồng hốt. Diệu Hiền rằng ngày mai có lẽ trời sẽ mưa. Ok nhá. Các em dịch câu tiếp theo đi. Thanh Huy sằng ơi, em nghe nhá, em nghe sensei này. Go ka cự là đỗ nhá, không phải là thi nhá. Go ka cự sư là đỗ nhá. Ở đây câu này chúng ta sẽ dịch là liệu các bạn có đỗ N4 không? Chắc chắn là sẽ đỗ thôi nhá. Chắc chắn ở đây chính là cái từ kịch độ này. Một lát nữa sensei sẽ phân biệt nó cùng với những cái phó từ khác về mức độ cho các em. Còn ở câu này chúng ta sẽ dịch là liệu các bạn có đỗ N4 không? Chắc chắn là sẽ đỗ nhá. Các em yên tâm, nếu mà đi cùng sensei hết lộ trình này chúng ta sẽ đỗ. Có thể là cái kỳ tháng 7 này bây giờ đang có khả năng cao là chúng ta sẽ bị hủy thi các em nhá. Hủy thi kỳ tháng 7 rồi. Tuy nhiên thì cái lớp mà chúng ta đang theo này sẽ có một cái lợi thế rất là lớn, đó chính là chúng ta sẽ đi cùng nhau đến tận tháng 12. Tính ra thì lớp chúng ta có tận 8 tháng ở bên nhau cơ. Nên là các em cứ học đi, sau đó sensei sẽ ôn cho các em và chúng ta cứ học
tận 8 tháng như vậy thì không có lý do gì mà chúng ta có thể trượt được cả. Nên các em yên tâm nhá, chúng ta sẽ học thật chắc các kiến thức của sơ cấp này để chúng ta học lên trung cấp một cách dễ dàng thì chúng ta mới có thể lên cao được. Nên là lớp chúng ta đang có một cái lợi thế, đó chính là chúng ta ở bên nhau tận 8 tháng cơ nhá. Tiếp đến này, thế đây có một ví dụ nữa đó chính là gì đấy? À, nam sang wa doku shin desu ka? Ê, ta vươn đô cơ xin đề sổ. Dịch cho xem xe câu này nhá. Thanh Huy sáng lưu ý cho xem xe nhá. Vô ca cử là đỗ nhá. Đúng rồi. Nếu khi em để từ kịp tội là chắc chắn và đề sổ là có lẽ thì Hoàng Thùy Trang ạ, khi mà em dịch cứng thì nó sẽ bị không hay nhá. Dịch như thế nào thì qua cái ví dụ này trên sẽ hướng dẫn lại cho em nhá. Hoàng Thị Thùy Trang rằng đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Chúng ta sẽ ở bên nhau đến tận tháng 12 các em nhá. Sensei sẽ quay lại một chút trên cái slide này vì thấy một số bạn đang dịch bị cứng và đang bị hoang mang một chút. Thì các em nhìn nhá, từ kitô này chúng ta sẽ hiểu theo cái nghĩa đó chính là chắc chắn, đúng không? Chắc chắn. Còn cái anh đề số này anh sẽ mang cái nghĩa là dự đoán, thường thì các em sẽ dịch là có lẽ, đúng không? Các em sẽ dịch là có lẽ. Tuy nhiên trong trường hợp này nếu các em bê cả hai anh này, một anh chắc chắn và một anh có lẽ, thì em dịch nó sẽ bị không hay và nó sẽ bị buồn cười, đúng không Trang? Và những bạn khác lưu ý cho Sensei này. Có lẽ này là khi mà chúng ta đặt tên cho cấu trúc. Tuy nhiên khi mà chúng ta dịch, chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái câu đó, tùy thuộc vào cái ngữ cảnh. Giống như ở đây Sensei đã sử dụng là kitô là chắc chắn rồi thì chúng ta sẽ không dùng ở đằng sau là có lẽ nữa. Nhưng chúng ta hãy biết rằng là hãy hiểu rằng là cái anh đề sồ này, cái anh đuôi này nó mang một cái tính chất là dự đoán thôi, đúng không? Vì sự thật là mình không thể nào khẳng định 100% là mình sẽ đỗ trong khi mình đã thi đâu. Mình chưa thi thì làm sao mình có thể khẳng định 100% mình đỗ. Tuy nhiên là mình rất là tự tin về khả năng của bản thân mình. Và mình nói rằng là chắc chắn sẽ đỗ thôi. Có nghĩa là cái khả năng là mình sẽ đỗ và mình đang dự đoán nó. Và cái khả năng có thể xảy ra đó khi mà mình đánh giá nó sẽ rơi vào tầm 7 đến 80% trở lên các em nhá. Cái độ chắc chắn rơi vào 7 80% trở lên. Thì các em hãy hiểu này, trong tiếng Nhật khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta hãy nhìn cái đuôi thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa của nó. Cũng giống như là một lát nữa chúng ta sẽ được học thêm cái anh Kamo Sirenai chẳng hạn và được học thêm thật nhiều các anh khác, kể cả anh Daro, đúng không? Và những cái anh khác nữa, nhưng chúng ta chỉ cần nhìn vào cái đuôi là chúng ta sẽ biết là cái sự dự đoán đó, sự phán đoán đó nó rơi vào mức độ bao nhiêu phần trăm chính xác và khả năng nó xảy ra là bao nhiêu, chứ không nhất thiết là chúng ta cứ bê nguyên cái tên hoặc là cái nghĩa của cái từ đó ra để chúng ta ghép vào câu thì nó sẽ trở thành okashi, nó sẽ không hay các em nhá. Nên là khi chúng ta đã dùng anh kịp tội là chắc chắn rồi thì chúng ta hoàn toàn không thể thêm cái từ có lẽ vào nữa, nó sẽ không hay. Tuy nhiên nhìn vào cái câu này chúng ta sẽ biết ý nghĩa của nó là cái mức độ xảy ra của nó là chắc chắn đến 70-80% trở lên. Em đã hiểu cái đoạn này chưa? Để các bạn không bị cứng khi các bạn dịch nhá. Ok desu ka, Mina-san? Rồi, Sensei sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Bây giờ các em dịch cho Sensei câu là Nam sang wa dokushin desu ka? Ê, tabun dokushin deso. Dịch cho Sensei cái câu sau nhé. Ok chưa các bạn? Đúng rồi, có từ jehi nữa. Nhưng thường thì trong các cái dự đoán này chúng ta sẽ không sử dụng jehi nhá. Hôm nay lớp của chúng ta đông lạ thường, có lẽ là các bạn sợ bị sensei thanh lọc rồi đây. Sensei có bảng điểm danh rồi nhưng mà chưa up lên cho các bạn vì sensei cứ nghĩ mãi. Tại vì khi up lên là sensei sẽ áp dụng nhá, sensei sẽ thanh lọc lớp của chúng ta, để lại những bạn thật sự cố gắng và thật sự chịu khó thôi thì chúng ta mới học tập hiệu quả được.
Rồi. Anh Nam thì đang độc thân hả? Ừ, có lẽ anh ấy đang được độc thân. Cái đây dịch nhá. Bạn Nam độc thân phải không? Ừ, có lẽ là vậy, hoặc là có lẽ là độc thân nhé. Nếu như bình thường mà chúng ta nói trong văn ngắn với bạn bè xuồng xã, chúng ta hoàn toàn có thể nói là ê tha bưng nhá, chỉ cần đến cái anh tha bưng này thôi, chúng ta dừng thôi là người ta đã hiểu. Ừ, có lẽ là vậy, có lẽ là thế. Tuy nhiên đây xin muốn đưa cả câu ra cho các bạn dễ dịch nhá, là ê tha bưng đô cư xin đề sổ, có nghĩa là ừ có lẽ là độc thân, có lẽ là vậy nhá. Rồi bây giờ sensei sẽ chuyển sang một đoạn hội thoại nữa cho các em dịch nhá. Konshū no dōyō bi wa yasumemasu ka? Isogashii desu kara tabun yasumenai desho. Các em dịch cho sensei đoạn này nhá. Dịch cho sensei đoạn này đi. Lớp mình có ai tên Nam không nhỉ? Lớp mình có tên Nam em nhá. Có bạn tên Nam. Các em comment mà sợ bị trôi thì các em comment hai ba lần giúp sensei nhá, để sensei đọc. Vì khi sensei mà kéo lên ấy, nó cũng không loát kịp ấy, vì do là mạng yếu nên là chỉ cần kéo lên được chục cái comment là nó sẽ dừng lại và nó không loát nữa. Cho nên cái việc mà các em comment liên tục hai ba cái là kiểu gì sensei cũng sẽ đọc được. Đó là lý do mà sensei khuyến khích các em là comment hai ba cái nhá. Vì khi mà sensei loát nó chỉ lên được chục cái là được thôi ấy. Chắc là bà Hằng với chú Huấn hôm nay không like nên mọi người vào động đó sensei. Sensei buồn lắm các bạn, lúc nào cũng em sẽ quyết tâm rồi em sẽ cố gắng, nhưng mà cứ thấy chị Hằng lên sóng cái là các bạn sẽ chạy đi. À hôm nay có bạn nào xem bóng đá không? Xem cùng sensei. Sensei đọc lại được không ạ? Ok nhá, Nguyệt đã sẵn. Konshū no dōyōbi wa yasumemasu ka? Isogashii desu kara tabun yasumenai. Konshū no dōyōbi wa yasumemasu ka? Isogashii desu kara tabun yasumenai desho. Thứ bảy tuần này có thể nghỉ không? Vì bận nên có lẽ là không được nghỉ mô. Ừ, Tiến Nguyễn rằng Phạm Thanh Bình rằng tuần này bạn nghỉ ngày nào vậy? Vì bận nên chắc không nghỉ đâu. À, Phạm Thanh Bình rằng lưu ý cho sensei nhá. Chúng ta học về thể khả năng rồi đúng không? Yasumemasu là có thể nghỉ hay không? Có được nghỉ hay không nhá? Phạm Thanh Bình rằng chứ không phải là tuần này bạn có nghỉ không, à không phải là tuần này bạn nghỉ ngày nào, được chưa? Vì đây không hề có cái từ hỏi về ngày nào là nan nichi hay nan yobi, không hề có nhá. Chúng ta chỉ hỏi là konshū no dōyōbi có nghĩa là thứ bảy của tuần này. Quá, được chưa nhỉ? Thì yasumemasu ka tức là có được nghỉ không, có thể nghỉ không? Thì nhân vật B trả lời rằng là isogashii desu kara tabun yasumenai desho. Trần Hải ơi, em dịch cũng sai rồi nhá. Câu này sẽ là gì đấy? Thứ bảy tuần này có được nghỉ không, có thể nghỉ không nhá. Các em dịch sai rồi, câu đơn giản như này mà các em cũng dịch sai là chết rồi. Xem lại bài giảng giúp sensei nhá, về thể khả năng. Tất cả những cái bài giảng cũ sensei đã link vào rồi. Sensei đã nhờ một anh kỹ thuật, anh ấy xử lý cả âm thanh cho các em rồi, để tránh tình trạng khi mà các em nghe lại nó sẽ bị cái tiếng máy tính của sensei ấy, nó kêu rất là khó nghe. Thì sensei đã nhờ được một anh kỹ thuật giúp xử lý cái phần đó, sau đó thì sensei sẽ cho lên YouTube và lấy cái link đó về cho các em. Thì ở cái phần mô tả của những cái video mà sensei chia sẻ về trong cái group nhóm lớp của chúng ta thì luôn có những cái link đó, thì các em chỉ cần ấn vào, cứ đến ngày, ví dụ bài ngày hôm nay là bài 16 thì sensei đã có link của 15 bài cũ cho các bạn rồi. Chịu khó vào xem lại, làm bài tập lại thì các bạn mới không bị quên kiến thức nhá. Chứ cái anh này là sensei dạy rồi này. Quốc Tiến rằng học trò cưng của sensei này, thứ bảy tuần này có thể nghỉ không? Vì bận chắc là không nghỉ đâu. Đúng rồi, em dịch rất hay nhá, đúng học trò cưng của sensei luôn. Thứ bảy tuần này có được nghỉ không? Bận thế này chắc là không được nghỉ đâu. Rồi, bạn Trang nào.
Sẽ không ấn được vào cái comment ở bên trên ấy, chỉ nhìn được ở bên dưới thôi. Em chia sẻ về mấy lần liền đúng không? Sẽ chỉ nhìn được con như này thôi. Sẽ chụp ảnh màn hình một lát nữa đưa vào trong group để hướng dẫn lại các bạn nhá. Vì khi các em chia sẻ thì sẽ ấn vào nó cũng không hiện hết ra ấy. Nên là các em chỉ có copy và comment lại ấy thì nó sẽ hiện lên đầy đủ, còn khi sẽ ấn vào nó không hiện ra hết thật. Đây rồi. Sếp ơi, thứ bảy tuần này nghỉ chứ ạ? À? Vì bận lắm chắc có lẽ là không nghỉ đâu. Ok đấy nè. Chúng ta sẽ chuyển sang anh thứ hai, anh này chính là anh Camosirenai đấy, Camosiremasen các em nhá. Thì tên của anh này sẽ là gì đấy? Có lẽ là này. Hoặc chúng ta có thể dịch một cái kiểu khác đó chính là gì? Cũng không biết chừng nhá, cũng không biết chừng. Thì khi mà chúng ta sẽ dùng trong trường hợp là gì đây? Khi mà chúng ta phỏng đoán đúng không? Và nó sẽ có ý nghĩa gần giống như cái anh Deso mà chúng ta vừa vừa học xong ấy, gần giống với anh Deso đó, nhưng cái mức độ tin tưởng và khả năng xảy ra của cái anh này nó sẽ thấp hơn các em nhá, thấp hơn, nó chỉ rơi vào tầm 50-50 thôi. Thực ra thì nó chỉ rơi vào tầm 50-50 nhá. Đó, lưu ý cho sensei. Tiếp đến này, về cấu trúc thì chúng ta cũng có cấu trúc tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ có là gì đấy? Động từ với phước chữ kê, tính từ đuôi y, tính từ đuôi na, kamo siremasen và danh từ đà nhá. Danh từ đà. Bây giờ chúng ta sẽ vào luôn phần ví dụ này. Phần ví dụ đây sensei sẽ có một câu như sau. Kyo wa oame nano de densha wa okureru kamo siremasen. Dịch cho sensei câu này đi. Kyo wa oame nano de densha wa okureru kamo siremasen. Dịch cho sensei câu này nhá. Trần viết tú rằng sensei không đọc comment của em chán quá. Sensei đang đọc comment của em đây, Trần viết tú nhá. Tại vì sensei nói rồi, sensei kéo một lượt nó chỉ lên 10 cái comment mà sensei đang hiện ra thôi ấy, nó load sẽ bị chậm ấy. Nên là các em chịu khó là copy lại cho sensei. Tầm 2 lần cũng được. Ok, các em dịch cho sensei nào. Thi thí xong, sensei nhìn thấy em rồi đây này. Thứ bảy tuần này có thể nghỉ không? Vì bận quá có lẽ không thể nghỉ đâu bạn nha. Ok nhá, thi thí xong, sensei đọc của em rồi. Đúng rồi, cái này người Nhật dùng nhiều lắm nên mọi người luyện cơ miệng cho quen. Ok nhá, tiến miễn sàng. Em đang ở Nhật đúng không? Tịnh tâm rằng hôm nay vì trời mưa to có lẽ tàu điện sẽ đến muộn đúng không? Phạm Tường Vi rằng Trần Viết Tú rằng Trần Viết Tú hôm nay vì trời mưa to biết đâu là tàu điện sẽ muộn đấy. Câu này nghe nghe có vẻ nó hơi cái từ biết đâu nhá, thường khi mà chúng ta dùng cái từ biết đâu ấy thì chúng ta sẽ hay dịch cho một cái ý nghĩa khẳng định hơn đúng không? Ví dụ như là à biết đâu tao sẽ thi đỗ đó hay gì đó thì nghe nó sẽ kiểu xuôi hơn một chút đấy. Còn khi mà có lẽ là tàu điện không đến thì nó sẽ hợp lý hơn nhá, Tú nhá. Vì văn này là do chúng ta dịch ra tiếng Việt mà, chúng ta dịch kiểu gì mà nó xuôi và nó hợp lý là được nhá. Trên xe sẽ dịch câu này là gì? Hôm nay mưa to nên có thể sẽ chậm tàu hoặc là tàu sẽ chậm được nhá. Oame là mưa to các em nhá. Lưu ý cho sensei từ mới đó. Và den saga okureru kamo shiremasen, hoặc là chúng ta nói ngắn hơn là gì? Okureru kamo shirenai nhá. Lâu rồi em mới xem lại live của sensei vì toàn làm đêm. Tịnh Tâm ơi, em mà nói vậy là sensei buồn nhá, vì kêu là lâu rồi. Nếu như em làm đêm em cố gắng đi, chúng ta mỗi ngày dành ra một chút thời gian để chúng ta học. Vì một tuần sensei chỉ có hai bài ngữ pháp thôi mà em cố gắng em học để em theo kịp. Chứ bây giờ mà lâu lâu em mới xem lại như thế thì kiểu gì chúng ta sẽ bị rơi rớt mất kiến thức. Thì làm sao mà chúng ta đi được đến đích được, Tịnh Tâm ơi. Cố gắng nhá, nếu mà em đi làm đêm thì em cũng chịu khó mỗi ngày bỏ ra một ít thời gian để học.
Câu này chúng ta sẽ dịch là gì? Hôm nay mưa to nên có thể sẽ chậm tàu hoặc là tàu sẽ đến muộn. It is next. Thì chúng ta đều dịch là có thể, có lẽ, đúng không? Vấn đề ở chỗ là chúng ta dịch như nhau, có thể, có lẽ. Nhưng cái lưu ý của chúng ta sẽ chỉ là cái đuôi nhá. Khi mà là anh đề số thì chúng ta sẽ biết rằng là cái khả năng xảy ra nó rơi vào 70-80% trở lên. Còn nếu là anh Camo Siremasen 50-50 nhá, 50-50. Nhớ chưa? Đó, còn khi chúng ta dịch các tiếng Việt nó cũng đều là có thể, có lẽ. Có thể, có lẽ. Tuy nhiên giống như là lúc mà chúng ta giao tiếp với người khác, có thể mà nhìn cái mặt người ta kiểu kiểu là có thể đấy, thì chúng ta nghĩ là cái khả năng xảy ra cao. Nhưng người ta nói rằng có lẽ thế, có thể, nhưng mà với một cái thái độ hời hợt ấy, thì cái khả năng xảy ra của nó rất là thấp, đúng không? Nên là các em đừng có vơ và là có thể, có lẽ, thì chúng ta đánh giá là nó giống nhau nhá. Và chúng ta cứ nhìn vào cái đuôi này, cái mức độ xảy ra của nó khác nhau. Nhớ cho sensei. Tiếp sensei lại có một câu nữa. Ui, samui desu ne. Con dao á, yuki ga furu kamoshiremasen. Dịch cho sensei này. Con dao á, yuki ga furu kamoshiremasen. Dịch cho sensei câu này nhá. Chỉ cần câu dưới thôi. Câu trên thì không cần dịch nữa. Samui desu ne mà anh nào anh dịch thành nóng nhỉ là thôi, vứt đi nhá. Nên không cần dịch câu trên nữa. Dịch cho sensei câu dưới thôi. Câu là con dao á, yuki ga furu kamoshiremasen. Dịch cho sensei một cái câu của anh B này thôi. Dịch đi. Tàu chậm em nhá. Hoàng Thị Thùy Trang chúng ta dịch là tàu đến chậm cũng được. Thực ra nhá, không phải là nói xạo đâu. Trần Thanh Vĩ Sằng ạ, chúng ta mà nói là nói xạo thì bị sai, sai quan điểm mất rồi. Câu này sẽ là rơi vào phán đoán. Cái gì nó chắc chắn? Chắc chắn 70-80% thì ok, khả năng xảy ra cao. Còn cái trường hợp mà 50-50 nó rơi vào là cũng không có gì để mà chắc chắn cho cái điều đó cả. Chứ không phải là việc nói xạo hay không nói xạo đâu Trần Thanh Vĩ Sằng nhá. Lạnh nhỉ? Ừ, tối nay có lẽ tuyết sẽ rơi, đúng không? Lạnh nhỉ? Ừ, đêm nay có thể tuyết sẽ rơi. Câu này chúng ta vẫn dịch là có thể, có lẽ. Tuy nhiên thì không có cái gì để chắc chắn cả mà nó rơi vào 50-50 nhá. Một anh thì nói là lạnh nhỉ, xong anh kia bảo ừ, có thể đêm nay tuyết nó sẽ rơi đấy. Có lẽ là vậy, nhưng không có cái căn cứ gì cả, không có cơ sở gì cả nhá. Tiếp, CC lại có một câu nữa như sau. Ba sứ naka naka konai ne so ne jiu yo ni mani awanai kamoshirenai. Dịch cho sensei câu này đi. Ba sứ naka naka konai ne so ne jiu yo ni mani awanai kamoshirenai. Hằng Sang, slide của sensei sinh động và dễ hiểu quá, sensei rất tâm huyết. Em cảm ơn sensei nhiều lắm. Em ơi, dịch cho sensei câu trên slide đi.
Cảm ơn Hằng nhá, vì là thật sự là Sensei rất là đầu tư thời gian cũng như là tâm sức vào cái việc mà làm tài liệu giảng dạy, vì Sensei biết rằng là tài liệu nó càng sinh động, dễ hiểu thì các em mới có hứng thú để học đúng không? Và Sensei rất là đầu tư thời gian vào cái việc làm slide. Nên là những các bạn mà khen Sensei như vậy, Sensei lại cảm thấy rất là động lực. Nên cảm ơn những cái lời khen có giá trị của các em như vậy nhá, để Sensei lại có động lực để cố gắng hơn nữa. Maybe. Chết rồi. Không muốn vào xem nữa. Xe biết mãi mà không đến nhỉ? Ừ ha, có khi kịp giờ học mất. Ok nhá, Diệp Quang tới xong. Em dịch ok rồi. Tiếp này, Thúy Thúy sang Trần Viết Tú. Bạn buồn quá, làm sao? Làm sao mà em khóc, Thúy Thúy sang ơi? Xe buýt mãi mà không đến nhỉ? À, đúng thế, có thể không kịp giờ học rồi. Ok nhá. Thảo Thủy sang này, mãi mà xe buýt chẳng đến gì. Đúng thế hỉ, chắc không kịp giờ học mất. Câu này chúng ta sẽ dịch là gì? Xe buýt mãi mà chưa đến nhỉ này. Ừ, có thể sẽ muộn học mất nhá. Ừ, chắc khi không kịp học mất lại ra đảo rồi. Tiến Nguyễn rằng, Văn Trường rằng mãi mà xe buýt không đến nhỉ? Vâng, có lẽ không kịp tiết học. À, khi chúng ta dịch là bạn bè nói chuyện với nhau, chúng ta không cần là vâng nhá. Đấy, sồn ấy, chúng ta phải là ừ hoặc là đúng thế, đúng vậy nhá. Ok, chúng ta có thể dịch như vậy. Ừ, côn ra thì tuyết rơi. Chữ ra của em mà viết là chữ Z thì em sẽ bị đọc sai trường âm nhá. Nguyệt Đá Sằng, em phải viết bằng chữ Y nhá. Y ạ, nhá. Ok, những bạn nào mà Sensei không không đọc kịp comment của các em đừng có buồn. Các em hãy comment lại để Sensei đọc đi. Thật sự là Sensei muốn đọc hết của tất cả các bạn luôn đấy. Nhưng mà bây giờ mà nó chỉ hiện ra 10 cái comment mới nhất ấy. Nên là các em cố gắng nhá. Em cũng bị bơ mà. Hồng ơi, Sensei có nhìn thấy em nhá. Không hề bơ luôn. Sensei chào em mấy lần rồi còn gì nữa Hồng ơi. Lớp trưởng mà, Sensei làm sao bơ các em được. Tiếp Sensei lại có một đoạn hội thoại khác này, các em cùng nhìn nhá. Konokasa dare ka no wasure mono desu ka? So desu ne. Kino kita Mira-san no wasure mono kamoshiremasen. Dịch cho Sensei đoạn này nhá. Hai, Konokasa dare ka no wasure mono desu ka? So desu ne. Kino kita Mira-san no wasure mono kamoshiremasen. Dịch cho Sensei câu này nhá. Linh Đỗ Sàng đúng rồi, đang có đông các bạn quá nên là Sensei bị trôi hết comment ấy, không đọc hết được ấy. Các em thông cảm nhá, cố gắng comment 2-3 lần giúp Sensei, vì Sensei chỉ loát được đúng 10 cái là nó thôi ấy. Ok, của bạn Trang này, xe buýt mãi mà không đến nhỉ? Ừ nhỉ, có lẽ là sẽ trễ giờ học mất. Ok nhá, của em dịch rất là đúng rồi. Rồi, các em chịu khó một chút nhá, cố gắng. Khải ơi, này của ai để quên đây? Spy Young ơi, Spy Young Sang ơi, sao em không đổi thành Go Ca Cự nhỉ? Go Ca Cự Young. Hai. Hoàng Thị Thùy Trang cố gắng bám víu hết giờ học nhé. Tiến Nguyễn ơi, em nói gì mà nghe buồn vậy. Bám víu hết giờ học. Cái ô này là đồ bỏ quên của ai đó hả? Đúng rồi, có thể là đồ của anh Mira đến hôm qua. Câu này chúng ta sẽ dịch như thế này nhá.
Cái ô này là của ai đó để quên phải không? Đó. Tiếp này, đúng vậy, của người đã đến hôm qua, có tên là Mira, đã để quên ở đó. Tức là cái người tên là Mira, người mà đến từ hôm qua ấy, thì người ta đã để quên cái ô này nhá. Cây dù, được rồi, các bạn dịch là cây dù, ok nhá. Cây dù này của ai để quên đấy? Đúng thế, chắc đồ quên của Mira hôm qua đến đấy. Khi mà chúng ta nhìn này, đa đệ cà đúng không? Đa đệ cà là của ai đó nhá. Chúng ta sẽ dịch là cái ô này là của ai đó để quên đúng không? Thì anh này anh bảo rằng là so desu ne. Khi nó khi ta Mira sang nó wasuremono kamoshiren masen nhá. Thì chúng ta sẽ dịch là gì? Cái ô này là ai đó để quên phải không? Đúng vậy, của cái người đã đến hôm qua ấy, người có tên là Mira đã để quên đó. Trần Viết Tú sang hai xe cô rằng chứ, đúng rồi, xe cô rằng nhá. Trần Viết Tú sang ok nhá, thành công được chưa? Sensei chưa nghĩ đến cao siêu như vậy, Sensei vừa mới nghĩ đến cái việc là gokaku hay là fugokaku thôi. Hai. Linh Nguyễn rằng Sensei ơi, ngoài lớp luyện đề tháng 8 ra thì Sensei còn có lớp luyện đề nào khác không ạ? Linh ơi, Sensei không có hứa trước nhưng có thể là tháng 10 Sensei sẽ lại có một lớp luyện đề. Tuy nhiên thì cơ hội để cho các em ấy thì các em nên đăng ký vào cái kỳ luyện đề tháng 8 các em nhé. Vì trong trường hợp mà các em luyện tháng 8, cái khóa luyện đề full kỹ năng đó sẽ là nền tảng để chúng ta thi cũng như là nền tảng để chúng ta học lên N3. Trong trường hợp mà các em thi mà các em cảm thấy chưa tự tin chăng nữa thì Sensei vẫn để cho các em có thể tham gia được cả khóa luyện đề sau nhá. Có nghĩa rằng là các em đăng ký khóa luyện đề tháng 8 nhưng học xong rồi các em vẫn chưa chắc chắn, chưa tự tin. Thật sự là các em cảm thấy chưa tự tin lắm để tham gia cái kỳ thi GLPT tháng 12. Sensei sẵn sàng cho các em tham gia luôn cái khóa luyện đề vào tháng 10 đến tháng 12 nhé, cho đến ngày thi. Cho nên là các em sẽ có một lợi thế khi mà đăng ký cái khóa trước. Còn thật sự Sensei cũng không dám hứa là chắc chắn Sensei sẽ mở thêm một cái khóa luyện đề nữa vào tháng 10. Cho nên là nếu mà em muốn luyện đề thì em nên đăng ký vào tháng 8 nhé, để Sensei sẽ luyện cho các em. Còn trong trường hợp mà các bạn đang học ở lớp mình thì các bạn cũng đừng có quá lo lắng vì Sensei sẽ đi cùng với các bạn từ giờ cho đến tận tháng 12 cơ mà. Nên các em yên tâm nhá. Ok, câu của em Sensei ơi này. Cái dù ai để quên vậy này. Chúng ta sẽ không dịch là cái dù ai để quên nhá. Chúng ta sẽ dịch là cái ô này của ai đó để quên đúng không? Ai đó để quên phải không? Vì khi mà chúng ta có một cái câu nhá, ví dụ nhá, Kono kasa dare ka no wasuremono desu. Đấy là câu khẳng định rồi khi chúng ta thêm các ở đằng sau. Đằng trước không hề có từ hỏi, đúng không? Không hề có từ hỏi thì chúng ta không được dịch là của ai để quên. Nếu như là da để gác, được chưa? Thì chúng ta sẽ dịch là của ai để quên. Nhưng đây lại là Kono kasa, chủ ngữ đó là cái ô cơ. Tiếp theo là da để cả nó, wasuremono desu ka. Thì câu này sẽ là câu xác nhận. Mình hỏi rằng là cái ô này của ai đó để quên phải không? Nên đây sẽ là cái lỗi cơ bản của các em nhá. Một cái câu đơn giản như thế này chúng ta đừng dịch sai. Dịch lại cho Sensei, dịch cho đúng nghĩa nhá. Câu này là câu hỏi xác nhận cơ mà, chúng ta sẽ hỏi là cái ô này là của ai đó để quên có phải không? Chúng ta phải dịch như vậy. Tiếp đến là đúng vậy, của người đã đến hôm qua có tên là Mira đã để quên nó nhá. Đã để quên đó. Y desu ne. Lưu ý cho Sensei nhá, các bạn đừng có đặt đặt câu, đừng có dịch sai nữa. Sương mờ sang, Sensei có nhìn thấy em nhá. Cứ lúc nào mà bạn nào bạn đi ghi là Sensei bơ em thì tự nhiên Sensei lại đọc được cái comment đó. Lạ kỳ ghê. Trần Thanh Vĩ rằng Sensei vừa đọc của em nhá. Sensei vừa sửa cho em rồi đấy. Tiếp đến lại có nữa. Rồi, Sensei chuyển sang này. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần phó từ chỉ mức độ nhá. Hôm nay toàn những câu đơn giản thôi nhưng mà các em bị sai cái lỗi cơ bản ấy, các em dịch nó bị sai mất rồi.
Nên là các em lưu ý nhá, rút kinh nghiệm cho sensei. Nhìn kỹ sau đó thì chúng ta mới dịch. Sensei phải cầm điện thoại lên cho yên tâm, sợ bỏ sót comment của các bạn buồn ấy. Hôm nay anh Facebook anh ấy khó tính thật các em ạ. Đây, của Thúy Thúy sang này. Cái ô này ai đó đã để quên nhỉ? Đúng thế, hôm qua có thể chị Mira đã đến. Em thì cái câu trước thì ok rồi Thúy nhá. Câu sau của em là gì? Đúng thế, hôm qua có thể Mira đã đến. Thì bảo là đúng vậy nhá. Có thể là của cái chị Mira, người đến từ hôm qua ấy, chị để quên, thì chúng ta dịch như vậy nhá. Tiếp đến Trần Huệ này. Thứ bảy tuần này bạn được nghỉ vì rất bận rộn nên có lẽ không được nghỉ. Ôi nó lên tận comment từ cái bài nào luôn ấy. À, Sipai Yang ơi, lớp luyện đề tháng 7 của CC full mất rồi, nhưng mà có khả năng cao nhá. Khả năng cao là kỳ thi tháng 7 này sẽ bị hủy đấy các em ạ. Tuy nhiên thì các em vẫn nên luyện đề, luyện để chắc các kỹ năng để chúng ta sẽ tham gia vào lớp N3 các em nhá. Tham gia lên lớp N3. Còn hiện tại thì cái lớp luyện đề tháng 7 CC không có tuyển thêm được. Tiếp đến chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái phó từ chỉ mức độ. Có cái anh gì đây? Kitto nhá. Kitto có nghĩa là chắc chắn này. Anh này thì chúng ta sẽ được dùng trong những cái trường hợp mà khi mà người nói khá là chắc chắn nhá, khá là chắc chắn rồi. Đây có một chữ C này. Khá là chắc chắn về suy đoán của mình và thường được sử dụng cùng với anh đề sồ đúng không? Anh đề sồ này ở đầu câu có Kitto, giống như cái câu mà sensei vừa lấy là các bạn có đỗ được N4 không ấy, thì các bạn bảo là chắc chắn là sẽ đỗ đúng không? Thì anh Kitto này sẽ đi với anh đề sồ là khi chúng ta phán đoán, dự đoán về một cái gì đó mà khả năng xảy ra nó rơi vào 7 đến 80% trở lên, thì ở đây chúng ta thêm cái anh Kitto này nó sẽ lên 8 đến 90% luôn các em nhé. Thêm cái anh Kitto này thì độ chắc chắn của nó sẽ thêm hay trở thành 80 đến 90% luôn đấy. Nó đứng yên rồi sensei ơi, trời ơi sensei sợ anh Facebook quá. Được chưa? Nó đứng yên rồi. Ê, sang chàng đây rồi nó. Mà là đây rồi, cho tôi biết. Mô đề tư xin mát. Ok. Sensei cũng không nhìn thấy em ạ. Chân Huyền Mi sang, sensei có nhìn thấy em nhá. Cứ bạn nào comment không thấy em à là sensei lại thấy. Tiếp này, anh phó từ tiếp theo sẽ là anh Tabun nhá, anh Tabun. Anh này chúng ta sẽ dịch theo nghĩa là gì? À, có lẽ đấy nhé, có lẽ. Thì cái phó từ này sẽ biểu thị cái mức độ chắc chắn thấp hơn cái anh Kitto một chút nhá, thấp hơn anh Kitto một chút. Thì đôi khi nó sẽ được sử dụng cùng với anh đề sổ và chúng ta sẽ sử dụng cả với anh To Omotemasu nhá, sử dụng cả anh Omoimasu hoặc là Omotemasu. Ý đấy nhé. Đúng rồi, Trần Thanh Vĩ sàng sửa cho sensei nhá. Sương mờ rằng em comment hơn 20 lần mà không thấy sensei đọc. Thật sự là sensei không nhìn thấy luôn ấy, các em thông cảm nhá. Vì các bạn học đang đông như thế này thì thôi cố gắng một chút nhá. Sensei sẽ nghiên cứu cách khắc phục làm sao mà để không bỏ sót comment của các bạn. Chứ sensei bây giờ không dám bỏ điện thoại xuống dưới luôn, cầm ở tay cho chắc đây này. Nhá, thì các em chịu khó một chút giúp sensei nhá. Tiếp này, trên xe lại có một anh phó từ thứ ba là anh gì đấy? Moshikashitara nhá. Moshikashitara thì chúng ta sẽ dịch là biết đâu, có lẽ là. Anh này khi mà thấy là biết đâu, có lẽ là, thì chúng ta đã thấy được là cái mức độ của nó đã thấp hơn rồi đúng không? Thấp hơn hẳn so với anh có lẽ, với anh chắc chắn rồi. Thì anh này sẽ rơi vào 30 đến 40% các em nhá. 30 đến 40% cái khả năng xảy ra. Tuy nhiên thì so với cái câu mà có Moshikashitara thì so với cái câu mà không có cái anh Moshikashitara này thì cái câu mà có Moshikashitara sẽ biểu thị cái khả năng thấp hơn. Đó, tức là cái anh nào mà không có cái Moshi này thì khả năng nó xảy ra sẽ cao hơn. Còn khi mà thêm cả cái anh Moshikashitara này vào đầu thì nó sẽ còn thấp hơn nữa cơ, nó rơi vào 10-20% luôn đấy các em ạ. Còn thường khi mà không có anh này, chúng ta sử dụng Kamoshiremasen thì nó là 50-50 thôi nhá.
tiếp này, xem xem lấy ví dụ luôn để cho các em dịch thì mới dễ hiểu. Xem xem cứ phải toát ra vào lại các em ạ. Các em rủ nhau đi đâu đấy Trang ơi, Hồng ơi? Kito en yong si ken o go ka khứ sư được đề sổ. Ok nhá, tiến sáng. Ok. Đúng rồi, câu này chúng ta sẽ dịch là gì? À, Mira sáng quá Kito Kimasu. Chắc chắn là anh Mira sẽ đến nhá. Văn trường sáng, ok nhá. Chắc chắn là anh Mira sẽ đến. Sensei bây giờ màn hình của Sensei là đang nhìn như kiểu Sensei đang ngồi một mình và không nhìn thấy bạn nào tham gia ấy, chỉ đọc được một hai comment của bạn Văn Trường này. Mira-san, anh Mira thì chắc chắn đến này. Tiếp này. Asta kitto ame deso. Dịch cho Sensei câu này nhá. Asta kitto ame deso. Hoàng Thị Thùy Trang rằng ơi các em định đi đâu đấy? Thanh Huy rằng Mira chắc chắn sẽ đến. Ok nhá, Thanh Huy rằng. Huyền Thương rằng này, chị Mira nhất định sẽ đến đó. Ok nhá, Huyền Thương rằng em dịch rất đúng. Tuy nhiên thì Mira ở đây có thể là anh hoặc là chị đều được nhá, Huyền Thương rằng nhá. Phạm Thanh Bình rằng chắc chắn anh Mira sẽ đến này. Quốc Tiến rằng ok này, chắc chắn Mira đến đấy này. Ok, Thu Dung rằng tự nhiên trên xe đọc được hết comment của các bạn rồi này. Không bị sót nữa đâu, xin nhìn thấy hết nhá. Thì nghĩ rằng ngày mai chắc chắn sẽ mưa. Ok nhá, xin xe đọc được rồi. Ui dồi, Trần Huệ ơi, đêm nay có lẽ tuyết sẽ rơi. Trần Huệ ơi, lưu ý lại cho xin xe nhá. Ame là mưa nhá, không phải là tuyết. Lưu ý lại xe nhá, Trần Huệ sáng. Quốc Tiến rằng chắc chắn mai mưa đấy. Trần Thanh Vĩ rằng này, hứa luôn chắc chắn ngày mai sẽ mưa. Hoàng Thị Thúy Trang rằng tụi em ra đảo hóng sen xe ạ. Thôi em ơi, các em ơi, chịu khó một chút cho sen xe nhá. Sen xe cũng đang cảm thấy nó rất là khó chịu ấy, khi mà sen xe nhìn không không biết là có bao nhiêu bạn đang theo dõi và cũng không nhìn hết được comment ấy. Sen xe sẽ cố gắng cứ thoát ra vào lại để nhìn các em đây. Ok, Trần Hải rằng nhá, ngày mai chắc chắn sẽ mưa. Rồi, câu này chúng ta dịch là gì đấy? À, ngày mai chắc sẽ mưa đúng không? Như Sensei nói là chúng ta không cần phải dịch một cách quá là máy móc rằng là phải chắc chắn hay gì nữa. Trong trường hợp chúng ta dịch là ngày mai chắc chắn sẽ mưa, ok, rất là đúng đúng không? Như Sensei đang nói một câu rất là bình thường đó là ngày mai chắc sẽ mưa đúng không? Nhưng cứ nhìn vào cả anh đuôi đề sổ này, thêm anh kịp tổ này là mình nghĩ rằng 80-90% là ngày mai sẽ mưa. Ideska, Mina-san, nhớ nhá, nhìn vào anh Kito và anh đuôi đề sổ này là 80 đến 90% ngày mai nó sẽ mưa. Ideska. Hai. Đây sensei lại nhìn, ui rồi hôm nay đông thế. 158 bạn cơ à? Mạng lại bình thường rồi, sensei lại nhìn thấy các bạn rồi đây này. Vừa mới nói xong lại video gián đoạn, buồn thế. Ok. Các bạn dịch cho xin giải câu tiếp theo nhá. Yamada-san wa tabun kono news o shiranai to omoimasu.
Yamada-san wa tabun kono news wo shiranai to omoimasu. Dịch cho sensei câu này nhá. Sensei đọc lại này để những bạn nào mà chưa chưa nhận được slide trên màn hình này. Yamada-san wa tabun kono news wo shiranai to omoimasu. Dịch cho sensei câu này nhá. Ok. Sipai Yang ơi, sensei nhìn thấy comment của em rồi, sensei tập trung vào bài giảng đi ạ. Ok nhá, sensei cứ giảng nhá, còn các em chịu khó nhá. Sensei thấy các bạn rồi, các bạn yên tâm nhá. Câu này chúng ta sẽ dịch là gì? Ờ, Thu Dung Sàng, ok này, tôi nghĩ là anh Yamada Sàng không biết tin này đâu. Ok nhá, tôi nghĩ là anh Yamada không biết tin này đâu. Được chưa nhỉ? Tôi nghĩ là anh Yamada không biết cái tin này. News sự là thời sự là tin tức em nhá. Nói rằng là à, tôi nghĩ là anh Yamada anh không biết đến cái tin tức này đâu nhá, đến cái bản tin này đâu. Y desu ne. Tiếp tục trên xe lại có anh Tabun này nhá. Thì anh ấy sẽ có một câu là gì? À, Tabun mira sang wa kuru deso. Dịch cho sensei câu này. Chúng ta vẫn dùng cái đuôi là đề sổ nhá. Các em dịch cho sensei câu này đi. Tôi nghĩ là anh núi có lẽ không biết tin này đâu. Ok nhá, Tiến Nguyễn Sáng. Anh núi ruộng luôn cho đầy đủ nhá. Không, à, tôi nghĩ có lẽ anh Yamada không biết tin này đâu. Ok. Ok nhá, Phạm Thanh Bình rằng Yamada có lẽ không biết tin tức thời sự này nhỉ. Em sẽ dịch là tôi nghĩ nhá, vì nó có omoimasu. Chúng ta dịch là à, tôi nghĩ là anh Yamada anh không biết cái tin này đâu nhá. Ok Văn Trường Sàng nhá, em dịch ok rồi. Hoàng Thị Trang Sàng này, tôi nghĩ là anh Yamada thì có lẽ không biết tin thời sự này đâu nhá. Câu tiếp theo này chúng ta sẽ dịch là có lẽ anh Mira sẽ đến đúng không? Chúng ta vẫn dịch với cái nghĩa như vậy bình thường. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn cái phó từ Tabun này, đó nó sẽ thấp hơn một chút nhá. Thấp hơn cái anh kia một chút. Ví dụ anh kịt tộ là anh ấy chắc chắn, thì anh Tabun này sẽ là có lẽ. Tuy nhiên nhìn cái đuôi đề sổ này nó phải chắc chắn đến 70-80% rồi. Y desu ne, 70-80% rồi. Thì các em lưu ý cho sensei nhá. Trong trường hợp mình dự đoán là Kito thì bảo a à, 80-90% là anh Mira sẽ đến. Còn khi mình dùng là Tabun thì chúng ta biết là a à, anh ấy sẽ đến đấy, nhưng rơi vào tầm 70-80% thôi vì cái anh đuôi đề số này này. Đó, lưu ý cho sensei nhá. Bây giờ sensei sẽ có một câu nữa là gì đấy? Moshikashitara Shichigatsu ni N4 ni gokaku dekinai kamoshiremasen. Dịch cho sensei câu này nhá. Moshikashitara Shichigatsu ni N4 ni gokaku dekinai kamoshiremasen. Hoàng Thị Trang Sang ơi, sensei dịch có đọc comment của em mà. Em bơ sensei thì có. Thí Thí Sang ơi, sensei ơi em đăng ký rồi, sensei giữ ưu đãi cho em để em chuyển khoản nhé. Em đăng ký khóa Kanji VIP ạ. Thanh Tâm Sằng, các em ơi, bạn nào mà đăng ký rồi mà được áp dụng ưu đãi
Thì các bạn hoàn thành cái thủ tục đăng ký giúp Sensei nhá. Sensei hứa là sẽ giữ cho các bạn thì Sensei giữ. Tuy nhiên bây giờ sắp hết cái chỉ tiêu ưu đãi rồi. Ngày mai Sensei sẽ thông báo với các bạn nhé. Ngày mai Sensei sẽ có một cái bài thông báo là hết chỉ tiêu ưu đãi. Cho nên là những bạn mà đăng ký từ ngày mai trở đi thì Sensei sẽ áp dụng với mức học phí bình thường các em nhé. Không có ưu đãi nữa. Sensei hứa là sẽ có những cái quà tặng khác cho các bạn. Tuy nhiên thì về chỉ tiêu, về ưu đãi học phí thì không còn nữa. Sensei thông báo trước với các em vậy thôi. Còn ngày mai Sensei sẽ có một cái bài thông báo nhé. Nên là những bạn nào mà Sensei hứa là sẽ giữ cho các bạn thì Sensei sẽ cố gắng. Tuy nhiên thì các em chịu khó nhé, hoàn thành các cái thủ tục để đăng ký lớp học giúp Sensei. Vì Sensei không có dám hứa trước đâu. Vì nếu mà chỉ tiêu hết thì Sensei không thể nào mà giữ cho các bạn mãi được nhé. Thì các bạn chịu khó giúp Sensei nhé, hoàn thành các thủ tục đi. Còn bạn Thanh Tâm yên tâm nhé, Sensei sẽ giữ cho em. Có lẽ là kỳ thi N4 tháng 7 này tôi sẽ không đậu rồi. Có lẽ đầu tháng 7 chắc có lẽ đâu tháng 7 chắc không đỗ N4 rồi. Câu này chúng ta sẽ dịch là gì đấy? Có lẽ là tháng 7 tôi không đỗ N4 đúng không? Câu này là một ví dụ vui thôi vì thật sự là tháng 7 này có thể là sẽ bị hoãn thi. Chúng ta không thi thì chúng ta sẽ không đỗ đúng không nào? Đó, vì tháng 7 này chúng ta sẽ hoãn thi nhá. Tình hình là đến 90% trở lên rồi, kịt độ rồi các em ạ, là sẽ không thi vào kỳ tháng 7 nữa. Cho nên là chúng ta sẽ phải cố gắng để hoàn thiện các kỹ năng và học lên tiếp N3. Còn trong trường hợp là chúng ta học các khóa N3 chuyên sâu luôn cũng được, không đến tháng 12 chúng ta thi luôn N3, không thi N4 nữa. Tuy nhiên thì những cái bạn mà chưa tự tin thì yên tâm nhé, CC sẽ đi cùng các bạn đến tận tháng 12 cơ mà. Chúng ta sẽ có hai khóa luyện đề nữa cơ. Vào tháng 8 và tháng 10. Đó, tháng 10 xin sẽ không hứa nhưng tháng 8 thì chắc chắn là sẽ có một cái kỳ luyện để phun kỹ năng cho các em. Nên là đây chỉ là một cái ví dụ thôi nhá. Vì tháng 7 này chúng ta không có thi thì chúng ta sẽ không đỗ, đúng không? Hay. Trần Thanh Vĩ sàng, ok, tháng 7 này thì không thể đậu N4 đâu nha. Ok nhá. Trần Thanh Vĩ sàng, xin sẽ vừa đọc của em rồi nhá. Tiến Nguyễn Sàng, ok, nếu em về em mà vào khóa N3 chuyên sâu của Thanh Tâm Sensei là để thi cái tháng 12 đấy, Tiến Nguyễn Sàng nhá. Để thi tháng 12 đấy. Thanh Tâm Sensei đang có khóa N3 chuyên sâu. Tuy nhiên thì cũng gần hết chỉ tiêu rồi, nếu mà các em cứ cân nhắc nhá, nếu tham gia thì đăng ký sớm, nếu không là sẽ hết chỉ tiêu ưu đãi đấy, khóa của Thanh Tâm Sensei ấy. Gần full hết rồi các em ạ. Tiếp đến này, các bạn chuẩn bị cho Sensei bài 17 nhá. Bây giờ Sensei sẽ tăng tốc. Chúng ta sẽ tăng tốc các em nhá. Chúng ta sẽ tăng tốc. Cứ một lúc là nó sẽ ao mình ra, mình không có nhìn thấy cái gì. Hoàng Thị Trang lo cuốn gói ra đảo ôn thi đi. Ok, các em ơi, để ý cho Sensei này. Chuẩn bị cho bài sau, chúng ta sẽ tăng tốc, chúng ta sẽ học thể mệnh lệnh cấm đoán này. Tiếp theo chúng ta học cấu trúc tố, khai te rự, tố, nhồ mự và học thêm cấu trúc gì đấy? A wa b tố, y ư y mi đề sự, học lá tố ít tê mà xả và học luôn cả anh tố, chữ tay tê ta đa kê sen cá nhá. Thì các em sẽ học trước cho sensei những cái này. Y đề sne. Buổi sau chúng ta sẽ học hết tất cả những cái này, chúng ta sẽ tăng tốc. Vì Sensei thấy là các bạn học trong lớp mình ấy, nắm kiến thức, những cái kiến thức mà Sensei đưa ra thì các bạn nắm rất là chắc rồi. Và làm bài tập Sensei chữa cho các bạn thấy các bạn tiến bộ rất là nhiều. Cho nên là từ giờ trở đi Sensei sẽ tăng tốc với các bạn nhé. Chúng ta sẽ học nhiều hơn một chút để chúng ta nhanh kết thúc chương trình nhé. Để chúng ta có thể là bạn nào vào luyện để phun kỹ năng thì vào, bạn nào mà lên N3 thì lên nhá. Sensei cho em cách đăng ký với ạ. Tiến Nguyễn ơi, em đăng ký khóa luyện đề phun kỹ năng á, hay là đăng ký lớp N3 chuyên sâu? Để Sensei gửi cho em đăng ký nhá.
Tiến Nguyễn ơi, em comment cho trên xe là em muốn đăng ký N4 chuyên sâu, à N3 chuyên sâu hay là N4 full kỹ năng thì em comment vào đây. Một lát nữa trên xe sẽ inbox và tư vấn cho em nhé. Rồi đến cuối giờ rồi, sensei sẽ hướng dẫn lại một lần nữa cho các bạn nhé. À, về nhà các bạn nhớ chuẩn bị bài 17 cho sensei. À, tiếp đến thì sensei sẽ nhắc lại một lần nữa cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý đây này. Từ giờ trở đi thì các bạn chịu khó nhắc lên trên cái group này tương tác giúp sensei. Ở trên này sẽ có các anh chị senpai, sensei còn mời cả những thầy giáo Nhật vào nữa nhé. Những thầy giáo người Nhật vào và sẽ tổ chức những cái buổi kai hoa hoàn toàn miễn phí để cho các bạn có thể giao lưu với các thầy giáo, cô giáo người Nhật ở trên cái group này, nên là các em tham gia vào đây nhá. Có bất cứ một thắc mắc gì thì các em cứ comment vào đây, đăng bài vào đây, thì một lát nữa sẽ có những anh chị xem bài vào hướng dẫn các em. Còn trong trường hợp không ai trả lời thì vẫn có sensei nhá, nên các em yên tâm. Những cái trường hợp mà không có ai trả lời, tức là những bạn khác cũng không biết, thì sensei sẽ hướng dẫn, và nhờ như vậy thì những bạn khác cũng sẽ biết luôn, nên các em yên tâm nhé. Và bạn nào mà quan tâm đến khóa luyện đề phun kỹ năng của sensei thì comment nhé, để sensei inbox cho các em, vì cũng sắp hết chỉ tiêu rồi. Hết chỉ tiêu ưu đãi về học phí thì sensei sẽ áp dụng mức học phí như bình thường nhé, nhưng sensei sẽ cố gắng tạo điều kiện để giữ cái mức ưu đãi tốt nhất cho các em, nhất là những cái bạn lớp của chúng ta, những cái bạn mà đang rất là chăm chỉ và chịu khó học ấy. Còn bạn nào nữa thì comment cho sensei để sensei nhìn thấy comment của các em với. Ok, Nguyễn Phúc rằng ok nhá, một lát nữa sensei sẽ inbox và comment sẽ tư vấn cho các em. Trần Huyền My rằng ơi, em muốn đăng ký lớp N3 chuyên sâu. Được rồi, một lát nữa sensei sẽ vào tư vấn cho em nhé. Lớp chuyên sâu của sensei Thanh Tâm là sắp hết ưu đãi học phí rồi đấy, nên là các em chịu khó nhanh nhanh chân một chút nhé. Nếu không là bị hết chỉ tiêu là lại áp dụng mức học phí bình thường. Nên là sensei cảm thấy là sẽ cố gắng để tạo điều kiện cho các bạn ở lớp mình ấy, khi mà chúng ta tham gia live stream học và tương tác những cái giờ như thế này, sensei sẽ xin chỉ tiêu để ưu đãi cho các bạn về học phí. Ok, có những bạn đang quan tâm đến lớp Kanji của sensei đúng không? Cứ comment vào đây, một lát nữa là sensei sẽ tư vấn nhé. Hồng Hope ơi, sensei có thấy em nhé. Ok, thì Trang ơi, em học xong rồi thì em có thể đi làm bài test Kanji luôn nhé. Một lát nữa sensei sẽ chữa cho các em. Những bạn nào mà bây giờ đang có việc hay là chuẩn bị đi học thì các em có thể out ra được rồi, còn bạn nào quan tâm thì có thể ở lại nhé, để sensei sẽ hướng dẫn thêm cho các em. Các em thắc mắc gì thì cứ comment vào đây. Sensei sẽ cố gắng mỗi một cái buổi học thì sensei sẽ dành ra một ít thời gian đầu và dành thêm những phút cuối nữa ở lại để có thể hướng dẫn các em về cách học, cách làm bài. Vì bây giờ Facebook nó đang có nhiều cái sự thay đổi ấy, nên sensei sẽ phải hướng dẫn cho các em thì các em mới biết đúng không? Các em để ý nhá, ở trên cái phần mô tả của video livestream ấy, sensei luôn để cho các em là gì nhở? Những cái link đó là link YouTube các em nhá. Sensei đã xử lý về phần âm thanh rồi, đã có một anh kỹ thuật anh ấy giúp rồi, thì các bạn cứ ấn vào đó để xem, để cho nó chất lượng video nó sẽ ok hơn, để các bạn học lại các bạn không có bị sao nhở, nghe cái tiếng âm thanh nó sẽ làm cho các bạn khó chịu nhá. Trần Thanh Vĩ rằng ok nhá. Bạn nào quan tâm cứ comment vào đây, một lát nữa mà hết livestream sensei sẽ lọc lại bình luận một lần nữa, sẽ nhìn lại từng bạn một đấy. Chứ bây giờ sensei không có đọc được, không có loát kịp nhá.
Thảo Vân rằng CC ơi, tham gì ạ? Em học lớp này thì có tham gia được kỳ thi tháng 7 không? Em ơi, yên tâm nhá, khi mà em theo lớp này thì các cái kiến thức nền tảng của mình thì sẽ đi thi tháng 7 cũng vẫn sẽ ok nhá. Tuy nhiên trong trường hợp mà các em không có tự tin về các cái kỹ năng khác thì nên tham gia vào cái khóa luyện để full kỹ năng. Full kỹ năng ở đây của CC không phải là để cho các em chỉ đi thi phục vụ cái việc chúng ta thi đỗ GLPT, mà chúng ta nắm chắc kỹ năng để làm gì, chúng ta có thể học lên N3. Đó, chúng ta học từ sơ cấp lên trung cấp, nó là một cái bước mà nếu như bạn nào không đủ kiến thức thì cảm thấy nó rất là khó. Khi mà lên cái N3 ấy, các em sẽ cảm thấy là rất là bỡ ngỡ. Vì vậy mà chúng ta cần phải trang bị kiến thức một cách chắc chắn hơn. Đó là lý do mà Sensei có những cái lớp gọi là luyện đề phun kỹ năng, tức là chúng ta luyện làm sao để chúng ta nắm chắc được tất cả kỹ năng chứ không riêng gì ngữ pháp. Như bây giờ thì một tuần Sensei lên được với các em có 2 buổi ngữ pháp, cộng với những cái bài tập kia Sensei đã cố gắng cải tiến thay đổi liên tục để cho phù hợp với các em, để các em tiến bộ. Tuy nhiên thì với cái việc mà mỗi tuần chỉ xuất hiện có 2 lần như thế này thì vẫn chưa thể đảm bảo với các em được full các kỹ năng, các em còn kanji, các em còn đọc hiểu, các em còn nghe hiểu nữa các bạn. Cho nên là các em vào cái lớp đó đi, lớp đó là sensei mở ra chỉ để hỗ trợ chúng ta thôi. Nên là các bạn yên tâm nhé, vào đó để chúng ta có thể trau dồi, cải thiện tất cả những cái kỹ năng còn lại để chúng ta có thể lên được N3 một cách sẵn sàng, chúng ta không có bị cảm thấy bỡ ngỡ các em nhé. Cảm ơn Hoàng Thị Thùy Trang rằng nhá, em chúc Sensei buổi tối vui vẻ. Sensei xỉu ăn uống nhiều vô nhớ. Sensei arigato gozaimasu. Trang rằng arigato gozaimasu. Cảm ơn em nhá, lần nào em cũng cho Sensei rất là nhiều động lực để Sensei cố gắng mỗi ngày. Ngày nào Sensei cứ đọc tin nhắn của em là Sensei cũng đều cười luôn ấy. Tiến Nguyễn rằng em là em hơi bị để ý bạn Trang của Sensei rồi nhá. Bạn Trang là học trò cưng của Sensei đấy. Muốn tán được bạn Trang thì phải xem Sensei như thế nào nhá, Tiến Nguyễn nhá. Em mà không chịu khó học và hành là sẽ không gả bạn Trang cho đâu. Ok nhá. Rồi, Tiến Nguyễn rằng quyết tâm học kanji để lấy vợ luôn hả em? Được nhá, một lát nữa CC sẽ inbox và tư vấn cho em Tiến nhá. Rồi, những bạn nào quan tâm cứ để lại comment, một lát nữa Sensei sẽ xem và Sensei sẽ tư vấn cho các em nhé. Còn bây giờ Sensei sẽ kết thúc livestream ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ chuẩn bị bài cho bài 17 các em nhé, bài 17 của chúng ta.